Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiền Văn Hóa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão có tên quốc tế là Trà Mì. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, đến ngày 25 tháng 10, cơn bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Chiều và đêm 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Sóng cao từ 3 đến 5 mét, mưa dông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Để ứng phó với mưa lớn ở miền Trung và cơn bão có khả năng đi vào Biển Đông này, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có công điện hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh cho đến Bình Định. Các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin Truyền thông, Ngoại giao. Nội dung yêu cầu các tỉnh thành, các bộ trên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để biết chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Ở trên đất liền, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát hướng đến đảm bảo giao thông an toàn cho người dân và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy điện xung yếu, công trình đang thi công. Bố trí lực lượng thường xuyên để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chúng ta phải chống đợt bão này với tinh thần nghiêm túc nhất, cẩn trọng nhất, đặc biệt là sau những gì đã trải qua với bão Yagi. Ngày 28 tháng 9, báo cáo tại hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão Yagi, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Quảng Ninh tổn thất nhiều nhất với 24.800 tỷ, Hải Phòng 12.200 tỷ, Hải Dương 7.400 tỷ, Lào Cai 6.600 tỷ, Yên Bái 5.730 tỷ, Bắc Giang 5.000 tỷ, Hưng Yên 3.600 tỷ, riêng thiệt hại nông nghiệp hơn 30.800 tỷ, chiếm 38% tổng thiệt hại kinh tế. Ngày 7 tháng 9, bão Yagi với sức gió lúc đổ bộ Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 12, 14 và mưa lớn toàn miền Bắc đã khiến cho 344 người chết và mất tích. Trong đó, số người chết và mất tích do sạt lở đất, lũ quét là 264 người. Riêng Lào Cai ghi nhận 132 người chết, 19 người mất tích. Cao Bằng, 55 người chết, 2 người mất tích. Yên Bái, 54 người chết. Quảng Ninh, 29 người chết. Hải Dương, 8 người chết. Phú Thọ, 6 người chết và 4 người mất tích. Thái Nguyên, 8 người chết. Tổng cộng, 281.900 nhà đã bị hư hỏng, tốc mái. 112.000 nhà bị ngập. 284.400 hecta lúa và 61.100 hecta hoa màu ngập úng, hư hại. Hơn 5,6 triệu gia cầm chết. 14 sự cố đường dây 500 kV và nhiều sự cố khác khiến cho 6 triệu khách hàng bị mất điện. Trong số đó có hơn 430 khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ ra hàng loạt những khó khăn trong ứng phó bão Yagi, trong đó các kịch bản, phương án với các tình huống thiên tai lớn, diện rộng, vùng sâu khi bị chia cắt vẫn còn hạn chế, chưa bài bản, chưa phù hợp thực tế. Cảnh báo nguy cơ thiệt hại do bão, mưa lũ còn chưa cụ thể, người dân chưa hình dung được thiệt hại to lớn khi bão đổ bộ cũng như tác động sau khi bão vào. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tư tưởng chủ quan trong ứng phó. Ông Hoan cũng cho rằng vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc, khuyến cáo phòng chống bão dẫn đến thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản, như ở lại trên tàu thuyền, đi lại trên đường khi có gió bão. Có nơi chưa triệt để cắt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa, biển quảng cáo dẫn đến bị tốc mái, gãy đổ rất nhiều. Phương tiện, trang thiết bị thiết yếu ứng phó thiên tai, cứu nạn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là khi xảy ra tình huống ở vùng sâu, thời tiết phức tạp như gió bão, mưa lũ lớn, sạt lở chia cắt. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, nhất là nhà dân còn thấp trước sức tàn phá của bão lũ, giao thông thường xuyên sạt lở, ngập sâu, chia cắt. Bộ trưởng Hoan cho rằng công tác dự báo, cảnh báo sớm, chính xác, phạm vi hẹp nhất là về mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất có vai trò quan trọng hàng đầu trong điều hành ứng phó. Tuy nhiên, cảnh báo mưa lớn, lũ vượt lịch sử, dự báo mưa lũ phục vụ vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng, nhất là hồ Thác Bà, chưa kịp thời, tin cậy, chưa bám sát thực tế. Các cơ quan cũng chưa xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất, lũ quét
tới từng thôn bản để người dân biết, phục vụ di dời, sắp xếp dân cư. Trong khi đó, quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng có một số hạn chế và bất cập. Cụ thể, quy định về thời gian mùa lũ không phù hợp, quy định về tích nước sớm vì nhiều trận lũ lớn đã xảy ra vào thời kỳ lũ muộn như năm 2017. Năm 2024, dẫn đến dung tích cắt lũ các hồ chứa không đáp ứng yêu cầu cắt giảm lũ cho hạ du. Quy định về thẩm quyền và quy trình thực hiện trong tình huống khẩn cấp đảm bảo an toàn hồ chứa chưa cụ thể, dẫn đến lúng túng, thời gian kéo dài khi phối hợp xử lý. Nhiều địa phương xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, kéo dài, diện rộng, kể cả đô thị miền núi. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa, xây dựng công trình, lấn chiếm, làm giảm khả năng thoát lũ của các tuyến sông, suối, gây ngập úng kéo dài. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1971 trên toàn bộ đồng bằng sông Hồng, Thái Bình. Là bài học cảnh tỉnh cho các địa phương trong khai thác, sử dụng bãi sông. Lũ lớn xảy ra trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, nhưng công tác tuần tra, canh gác đê, hộ đê tại một số địa phương vẫn chưa nghiêm túc, vẫn còn có hiện tượng chủ quan. Có nơi chưa có lực lượng quản lý đê điều chuyên trách. Tình trạng khai thác cát trái phép còn phức tạp, nhất là sông Lô, uy hiếp đến an toàn đê điều, đã gây sạt trượt thân đê, hữu lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Một trong những bài học được ông Hoan nêu ra đó là công tác ứng phó được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số được ứng dụng trong chỉ đạo, điều hành, cảnh báo và dự báo. Dẫn câu chuyện anh Marcel Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã phát hiện và vận động cả thôn 115 người sơ tán đến nơi an toàn, tránh được sạt lở đất. Ông Hoan cho rằng cần rút ra bài học chính quyền các cấp và người dân chủ động phát hiện, di rời khỏi khu vực nguy cơ. Bão Yagi đi qua đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng về người và tài sản, nhưng cũng để lại những bài học lớn về tổ chức, chỉ đạo, phối hợp liên ngành, phòng chống thiên tai liên quan đến thể chế, hạ tầng, nhân lực. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương đã đánh giá thiệt hại do bão lũ gây ra và đề xuất chính phủ hỗ trợ hơn 25.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trên cơ sở này, Bộ đề xuất Thủ tướng hỗ trợ 10.000 tỷ đồng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương đã đánh giá thiệt hại do bão lũ gây ra và đề xuất chính phủ hỗ trợ hơn 25.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trên cơ sở này, Bộ đề xuất Thủ tướng hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho các địa phương, tập trung hỗ trợ dân sinh, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi. Các địa phương huy động nguồn lực sửa chữa đê điều, thủy lợi, giao thông, cơ sở y tế, trường học. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thiệt hại do bão, mưa lũ cần được giãn hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần khẩn trương bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm. Có thể thấy hậu quả do bão Yagi gây ra vẫn chưa thể khiến chúng ta hết bàng hoàng. Thế nên, lại trở lại Phật, cầu mong bão Trà My hãy mỏng manh yếu đuối như tên gọi của nó, chứ đừng hung hãn như người anh em Yagi. Và ngay từ bây giờ, khi có những thông tin liên quan đến bão lũ thì chúng ta cũng vẫn phải đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền, thưa quý vị. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.